Hello, xin chào mọi người. Bạn nào vào học rồi thì chúng ta có thể comment cho cô nhé mọi người nhá. Hello, xin chào các bạn. Hello, xin chào mọi người. Các bạn nào vào học rồi thì chúng ta hãy comment cho cô nào. Hôm nay thì cô sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta về phiếu hôm trước mà cô đã hướng dẫn chúng ta đến câu 15 nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục từ câu số 16 nhá các em nhá. Hello, xin chào mọi người. Các bạn nào vào học rồi thì chúng ta hãy comment nhá mọi người nhá. Hello, xin chào mọi người. Các bạn nào vào học rồi nhỉ mọi người nhỉ? Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta từ câu số 16 nhá mọi người nhá. Rồi, hello, hello. Bây giờ cô đã thấy em Cẩm Vân rồi nhá. Phần đằng sau này của chúng ta thì sẽ làm bài về sắp xếp đoạn văn và viết thư nhá mọi người nhá. Đó, để cô xem là hôm nay có đủ bạn để chúng ta học được không nào mọi người nhá. Nào, những em nào mà chúng ta vào học rồi thì các bạn hãy comment nào. Được chưa? Được chưa nào? Hello Khánh Linh rồi, hello em. Hello, xin chào mọi người. Ok rồi, tại vì phần đằng sau này ấy, thì nó sẽ kiểu hơi khó khó một chút, hơi khó hơn nên là yêu cầu là chúng ta sẽ cần phải có nhiều bạn vào học một chút nhá để chúng ta có thể học được. Rồi các bạn vào nào vào học rồi chúng ta hãy thả tim cho cô nhá mọi người nhá và nhớ comment khi mà chúng ta vào học rồi nào. Lớp mấy vậy ạ? Nếu mà chúng ta là học sinh 2K7, 2K8, 2K9 hay 2K10 đều có thể học được nhá. Đề này thì cô đang hướng dẫn cho chúng ta đề theo form trung học phổ thông quốc gia định hướng mới. Hello, xin chào mọi người. Rồi, hello Phạm Anh. Rồi, nào bây giờ chúng ta có thể nhìn qua cho cô bây giờ bắt đầu nhá. Câu số 16 này. Câu số 16 này ở đây của chúng ta là sẽ cần chúng ta sắp xếp theo một đoạn văn đúng không? Rồi các em hãy comment cho cô câu 16 chúng ta sẽ chọn để đáp án gì nào. Đó. Tình hình là cảm thấy là bài này hơi khó rồi mọi người. Thì thấy bài này hơi khó rồi. Không biết là chúng ta hôm nay có đủ bạn để học không? Nếu không đủ bạn để học thì sẽ chữa nhanh thôi nhá. Thì sẽ chữa ít thôi, được chưa? Nào, ok, thì chúng ta ơi, các bạn nhìn thấy không? Bây giờ nhá, đây thì đối với bài này các em sẽ thấy được chúng ta có gì này. Đó, chúng ta có dấu hiệu ở đây là các liên từ besides, in addition là hơn nữa. Rồi, thế tiếp theo là chúng ta sẽ thấy ở đây khi mà câu này chúng ta có tiếp theo là từ therefore đúng không? Đó, thì mấy cái từ là besides, in addition hay là therefore ấy, chúng ta không bao giờ có thể cho được lên đầu tiên được nha. Rồi, thì bây giờ các em sẽ thấy ở đây cho cô các đáp án này. Thì sẽ cần chúng ta sẽ bắt đầu bằng E, C, B hay là A này. Đó. Đây, E, C, B, A à. A là besides, in addition. Hơn nữa thì chúng ta không thể cho được ở đầu câu đúng không? Em sẽ loại ngay đáp án đi này nhá. Loại ngay đáp án đi này luôn. Rồi cô đã thấy Mai Anh chọn B này, bạn Ngọc Ly chọn đáp án B này. Rồi ok. Thế tiếp theo là gì nhỉ? Đây thì bây giờ chúng ta sẽ có, khi mà chúng ta có câu topic sentence thì chúng ta sẽ cần nói là có rất nhiều các lý do hay là có các lý do rất là đa dạng khi mà coi tiền lương là một cái yếu tố quan trọng nhất. Crucial cho quan trọng đúng không? Rồi, thì chúng ta sẽ thấy là câu này câu topic sentence rất phù hợp rồi nha mọi người nhá. Hello Lan Phương rồi, hello em. Đây thì chúng ta sẽ thấy câu này là topic sentence cực kỳ phù hợp luôn, là câu luận điểm. Rồi, thế từ đấy chúng ta sẽ có ở đây đó chính là đáp án B nhá. Đáp án B tức là phải bắt đầu bằng C, C, E, A, B, D.
CEABD. Rồi, và cô sẽ giải thích cho chúng ta tại sao nhá. Đây, chúng ta sẽ có E ở đây là gì? Đây thì chúng ta đang có nói đến là gì đối với salary đúng không? Tiền lương này. Thì đây các em sẽ có tiếp theo là E này. A high income là thu nhập cao thì guarantees. Đảm bảo được điều gì? Đảm bảo được a high standard quality of life. Đảm bảo được cái chất lượng cuộc sống tiêu chuẩn cao mà trong đó mọi người có thể afford, là có thể đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng gia tăng đối với human basic needs, đối với những cái nhu cầu cơ bản của loài người, mà còn gì đây, mà còn có thể đáp ứng được những cái thứ mà xa xỉ như là các cái đồ phụ kiện mới, brand new cho em mới, hoặc là những cái kỳ nghỉ ở nước ngoài, overseas holidays. Thế thì chúng ta sẽ hiểu là đây là nói về ý nghĩa của việc có mức lương cao đúng không? Đó, a high income. Thế sau E là chúng ta sẽ đến với A hơn nữa này. Rất là nhiều người set salary là coi lương như là một cái thứ đo lường, biện pháp của cái khả năng làm việc của họ, cũng như là cái trình độ của họ ở công ty nhá. Thì sau A là chúng ta sẽ đến với B. Lương thu nhập càng cao đúng không? Đấy thì càng thấy cho thấy là em có giá trị ở trong cái thì sẽ càng cho thấy được là họ có giá trị ở trong cái việc làm triển vọng ở trong tương lai của họ. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là valuable là liên quan đến trình độ và khả năng làm việc. Đó, tức là nó sẽ logic như vậy. Sau B ở chúng ta sẽ đến với D. Do đó, not only the amount of money là không chỉ là về lượng tiền bạc mà còn danh dự được tạo lập thì có thể khiến cho tiền lương là cái thứ mà mọi người quan tâm nhất nha, the most concerned matter trong cái việc lựa chọn một công việc. Ok, thế thì từ đấy câu 16 này chúng ta sẽ đi theo thứ tự là CEABD nhá các em nhá. Đó, nên là các bạn sẽ chọn đáp án B. Ok cho mọi người ơi, được chưa nào? Rồi, chúng ta follow được không? Thế tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu 17 nhá, câu 17. Các bạn nào vào học rồi thì chúng ta có thể thả tim cho cô nhá mọi người nhá. Và nếu như chúng ta quan tâm đến chương trình ôn thi vào 10, ôn thi trung học phổ thông quốc gia, hoặc là chương trình dành cho các em học sinh lớp 9, 10, 11, 12 đó, và các khối lớp khác, đấy thì chúng ta có thể inbox về page cô Thu Anh mà cô đang live trực tiếp cho chúng ta nhá, để tham khảo các lớp học của cô. Rồi bạn Phạm Anh, cô đang thấy em đang chọn đáp án đi này, câu 17 này. Bạn Hảo đang chọn đáp án đi. Rồi ok, tiếp đi mọi người ơi. Bài này của chúng ta là bài viết thư đúng không? Đối với bài viết thư, cái này ra luôn đáp án rồi ấy mọi người ạ. Các em nhìn là ra luôn đáp án đúng không? Cẩm Vân đang chọn đi này. Rồi Ngân Lượng này đang chọn đáp án đi này. Rồi ok, cô Thân thấy hầu hết đây đều đang chọn đáp án đi. Thì Mai Anh cũng đang chọn đáp án đi này. Rồi Ngọc Ly và Nguyễn Ân. Ok, thì câu này chúng ta có thể thấy được luôn là khi mà đầu của thư thì chúng ta sẽ là dia một ai đó đúng không? Ok, thì tôi xong luôn rồi đấy. Tại vì các câu khác thì không bắt đầu bằng dia này. Đó, như thi nhiều khi nó cũng có thể là đơn giản như thế nhỉ mọi người nhỉ? Câu này quá dễ. Ok, có dia đứng đầu rồi, ok. Thế thì bây giờ nha, chúng ta hiểu qua bài này đi. Này là Anna thân mến, tôi nhận được thư của bạn và tôi cảm thấy rất là vui khi mà biết rằng bạn đã đỗ kỳ thi với điểm số cao. You want me? Bạn muốn tôi nói cho bạn về các quy tắc gia đình của tôi. Thế tiếp theo chúng ta đến với A là first. Là tôi được phép xem TV trong cái thời gian rảnh, hoặc là khi mà tôi hoàn thành xong homework, là bài tập về nhà và các bài tập nhá. Đó, young children. Các bạn nhỏ đấy thì nên nhận được rất nhiều những cái sự động viên khuyến khích để mà tuân theo các cái quy tắc ở trong gia đình. Tiếp theo sau A chúng ta sẽ đến với C này. C next. Tiếp theo là bố mẹ tôi không cho phép tôi đi ra ngoài với bạn bè mà không có lý do chính đáng, không có lý do cần thiết. Ví dụ như là sinh nhật của những người bạn. Ok, thì sau C chúng ta sẽ đến với E nhá. Bên cạnh đó này, I have to take a balanced diet. Là tôi cần phải có chế độ ăn cân bằng để có thể keep fit, để có thể phù hợp cho việc học của tôi, những cái hoạt động thường ngày. Thì khiến cho
Children khiến cho trẻ, trẻ nhỏ cảm thấy an toàn và bình an. Ok, secure. Thế sau đấy, sau E chúng ta sẽ đến với B nhá. I have told you something about my family rules. Là mình đúng không? Mình đã vừa kể cho bạn một vài thứ về các quy tắc gia đình của mình. Thế còn quy tắc gia đình bạn thì sao? How about your family rules? Tôi rất là excited, rất là hào hứng để nghe về điều đó và mong chờ nhận được tin tức từ phía bạn. Thế thì chúng ta sẽ chọn luôn là đi nhá, tại vì bắt đầu bằng đi à. Cả mấy từ khác không bắt đầu bằng đi thì không chọn. Ok. Rồi thì đấy là câu số 17 nhá mọi người nhá. Ok, rồi. Nào, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua cho cô, bây giờ sẽ là bài tập về đọc điền nhá mọi người nhá, đọc điền. Đây, bây giờ chúng ta sẽ theo dõi bài tập đọc điền đầu tiên của chúng ta từ 18 cho đến 23 nhé mọi người nhé. Mọi người xem cô bài tập đọc điền nào. Câu 18 nhé, đây chúng ta có thể nhìn qua cho cô các đáp án này. The firms got that name. B là why the firms got that name. C, to get the name of the firm. Và D là how to get the firm's name. Ok chưa? Thì bây giờ câu 18 này chúng ta nhìn nhé. Đây, don't know gì nào. Đây, bây giờ chúng ta có thể nhìn qua này. I'm a big fan of film featuring the spy James Bond. I've got most of them on DVD. We've recently bought Quantum of Solace, in which Daniel Craig plays the part of Bond. I don't know, but it's a great movie anyway. Câu này chúng ta sẽ chọn để đáp án là gì? Tôi rất là thích cái bộ phim mà có điệp viên James Bond nha. Spy chính là điệp viên, featuring khi là động từ chúng ta sẽ hiểu mang nghĩa là có hay là bao gồm. Tôi đã có hầu hết chúng ở trên DVD. Gần đây thì chúng tôi còn mua Quantum of Solace, ở trong đó Daniel Craig đóng vai là Bond. Ok. Và tôi không biết chấm chấm, nhưng nó là một cái bộ phim rất là tuyệt vời dù sao đi nữa. Thế tôi không biết gì nào. Đây mọi người sẽ có là tôi không biết gì đấy. Đây thì từ đấy câu 18 này các em sẽ chọn được đáp án gì? Câu 18 nha. Bạn Ngọc Ly đang chọn đáp án B này, Mai Anh đang chọn B này. Rồi ok, thì câu này của chúng ta nhá. Chúng ta sẽ chọn được đáp án ở đây là đáp án B. Tôi không biết tại sao này. Why đây chính là từ để hỏi. Tại sao này, tiếp theo. The firm chính là chủ ngữ, has got nha, là động từ. Thế là tôi không biết tại sao mà cái bộ phim này nó lại có cái tên đó. Thế thì từ đấy các em sẽ có 18 chọn đáp án B nhá. Được chưa hả các em? Thế là sao vậy ạ? Là sao nhỉ? Đó, thì đấy chính là câu số 18 nhá. Tiếp theo này. Đây chúng ta có all the actors who were played James Bond have been great. Là tất cả các diễn viên mà như thế nào? Mà đóng James Bond thì rất là tuyệt vời, nhưng mà Daniel Craig, người mà made lots of other films, người mà đã tạo nên rất nhiều thứ từ những cái bộ phim khác. Thì 19 này any of them là chúng ta sẽ dùng là gì cho cô ở đây nhá, 19 nhá. Các đáp án như sau. Em không thấy reason sao chọn why à? Không phải cứ có từ reason ở phía trước mà chọn why. Ví dụ mình không biết tại sao ấy, I don't know why thôi em. Nào, đây câu 19 này, played the better part than đấy là đáp án đây. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy ở đây, đây là ED này, đây là hiện tại này, đây là verb in này, còn đây là đại từ quan hệ đi với verb. Đấy, thì tóm lại là bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thì nào này, hay là nó là dạng rút gọn mệnh đề quan hệ này, hay như thế nào. Thế vào câu 19 coi nhá. Câu 19 bạn Ngọc Ly đang chọn đáp án A này, Mai Anh chọn A, Lan Phương chọn A này. Rồi, ok.
hôm nay nhá mọi người nhá, hôm nay có ít bạn học thế nên là hôm nay cô, thật ra là hôm nay cô cũng khá là cố gắng để cô lên live, nhưng mà hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta đến hết bài đọc điền này nhá mọi người nhá. Đó, cô sẽ hướng dẫn chúng ta hết bài này để nó là chịu khó học. Lan Phương chọn A này, Nhật Vi chọn đáp án A này. À rồi, ok. Có phải là A không nhỉ? Kể lại quá khứ à? Mọi người, trong trường hợp này của chúng ta là gì nhỉ? Đây nhá, cái chữ phẩy S mà đi với made như thế này thì các em sẽ hiểu gốc ở đây đó chính là thì hiện tạo hoàn thành nhá, là từ has made. Has made thì các em sẽ hiểu đây là thì hiện tạo hoàn thành, thì mọi người sẽ hiểu là cho đến nay nhá, cho đến nay làm được rất nhiều các bộ phim khác. Còn đây là thì hiện tạo hoàn thành đúng không? Thì như thế nào? Thì liên quan đến thì hiện tạo hoàn thành này, mà Daniel Craig ở đây của các em đây chính là chủ ngữ. Thế sau chủ ngữ chúng ta sẽ chỉ là gì thôi? Đây là phần đại từ quan hệ, mệnh đề quan hệ rồi. Thì chúng ta sẽ cần một động từ thôi nhá. Và động từ, và liên quan đến hiện tại, bởi vì tính đến nay, cho đến nay đúng không? Đó, thì các em không thể dùng quá khứ được nha. Đáp án A là sai này. Verb in là sai này. That đi với mệnh đề động từ như thế này là sai. Nên chúng ta sẽ chọn đáp án C nhá. Có thể chúng ta chọn đáp án C ở đây, động từ chia hiện tại. Thêm S là diễn giỏi hơn so với bất kể ai khác. Đóng phim ấy, đóng vai này, plays the better part than, các bạn đóng vai giỏi hơn so với những người khác. Chúng ta hiểu vì sao chúng ta chọn đáp án C chưa nhỉ? Tại vì ở trong bài này của chúng ta đây là thì hiện tại hoàn thành nhá các mọi người nhá, has made chứ không phải là mỗi từ made đâu. Rồi tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 20 nhỉ? Câu 20 nhá, chấm 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 này. I think he's the most perfect actor for the role. Tôi nghĩ rằng anh ấy là một diễn viên hoàn hảo nhất cho vai bộ phim đấy. Đấy, anh ta thậm chí còn có một vài những cái thứ mà nguy hiểm hơn ở trong bộ phim bản thân anh ấy thay vì chấm chấm chấm. Ok, thế thì bây giờ câu 20 này chúng ta sẽ chọn là gì nhá? Thì đằng sau này em có I think, chủ ngữ, động từ, tân ngữ. Thế thì vế trước này nếu mà chúng ta cần một vế ấy, thì sẽ cần phải có gì nào mọi người? Thì nếu mà khi mà các em cần một vế ở phía trước thì bắt buộc chúng ta sẽ cần phải sử dụng liên từ nhá các em nhá. Còn nếu mà chúng ta sử dụng một câu diễn đạt không như thế này, không có liên từ sẽ bị sai. Đó, hoặc là chúng ta có thể sử dụng dạng rút gọn bằng cách sử dụng verb in. Nhưng câu này chúng ta sẽ phải coi trong bài này nghĩa của nó như thế nào. Đâu câu 20 nhá, câu 20 chúng ta chọn đáp án gì? Chúng ta hãy comment đáp án cho cô câu 20 nào. Câu 20 nhá. 20 bạn Đức đang chọn đáp án B này. Rồi ok này. Ok. Mặc dù Duyên Thảo này, bạn Jenny này, bạn Lan Phương này đều đang chọn đáp án D đúng không? Giờ bạn Ngọc Ly chọn đáp án D này, Mai Anh chọn D này. Rồi, thế thì các em hiểu là chỗ này chúng ta phải sử dụng liên từ đúng không? Liên từ ở đây mặc dù anh ấy không nói nhiều lắm, câu 20 chúng ta sẽ phải chọn đáp án D nhá. Còn khi mà dùng verb in như thế này đúng không? Thì chúng ta được học là nếu mà như thế thì chúng ta sẽ dùng từ despite phải không nhỉ? Despite hoặc là in spite of thì sẽ cộng với verb in khi mà mang nghĩa là mặc dù. Nên là đáp án B như thế thì chưa đủ. Nên là các em phải dùng từ even though là chính xác nhất. Ok, chính xác rồi mọi người. Đấy, các em làm rất là tốt nha, Nhật Vi. Rồi, rất là đáng khen luôn. Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 21. Câu 21 ở đây nha, để coi nha. Để coi trong bài này nói gì nào. Đây, dịch lại nha. Anh ấy thậm chí là làm một vài trong số những cái thứ mà nguy hiểm hơn trong bộ phim. Chính bản thân anh ấy thay vì sao? Tức là thay vì là tìm người đóng thế, diễn viên đóng thế đúng không? Diễn viên đóng thế chúng ta sẽ hiểu là a stunt person, là người diễn viên đóng thế. Thế thì bây giờ là thay vì thuê ai đó để đóng cái cảnh nguy hiểm đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có ở đây trong các đáp án này getting someone else to do them.
Letting someone else do them. Đó, cái này là chia sự khác nhau. Cái này sai nhá. Cái này sai nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chốt A hay B cho cô thôi. Câu 21, đúng rồi, câu 21 này chúng ta sẽ chọn đáp án A nhá. Ok, Mai Anh. Ok, Mai Anh ở bạn Bích Trà nhá. Rồi, Ngọc Ly, ok, thì các em sẽ chọn đáp án A cho cô. Kiến thức ở đây của chúng ta sẽ là gì? Các em có là get someone else, chính là somebody, và chúng ta sẽ đi với two verb. Nếu mà đối với cấu trúc chủ động thì chúng ta sẽ là get somebody đi với two verb nhá. Có nghĩa là thay vì thuê ai đó làm. Ok, đúng rồi, Lê Đức, đúng rồi. Cho em xin tài liệu này à? Tài liệu này thì hôm thứ 6 vừa rồi là cô đã live chữa một phần rồi nhá. Bây giờ cô chữa tiếp thôi. Nên là em có thể kéo về bài viết ở trên fanpage nhá. Thì cô có đăng rồi đó nhá. Tiếp theo sang câu 22 nhá. Câu 22 có thể đọc trước một đáp án là she wore all the glamorous clothes. Ok, bây giờ chúng em coi nhá. Rồi, thay vì là có người đóng thế cho mình đúng không? Hay là thay vì thuê ai đó đóng thế cho mình. Ok. I did wonder sometimes. Tôi tự hỏi thi thoảng là liệu rằng anh ấy có đủ thông minh để có thể defeat, là đánh bại người xấu hay không. Nhưng mà tôi sẽ không nói cho bạn, không kể cho bạn the ending là cái phần kết đâu. Nữ diễn viên stars là chúng ta hiểu là đóng vai nha. Đóng vai cùng với Crack. Thì có một cái màn trình diễn rất là fan static chúng ta hiểu là rất là tuyệt vời, tuyệt diệu nhá. Tôi thích cái gì? Ok, tôi thích cái gì nha mọi người nha. Thì bây giờ các em có ở đây là chủ ngữ này, đây là động từ này. Thì chúng ta sẽ cần tân ngữ đúng không? Mình thích cái gì đúng không nhỉ? I loved. Đây, thì chúng ta sẽ nhìn cho cô là thích gì nhá. Câu 22 nhìn nhá. Câu 22 thì sau đấy chúng ta sẽ cần dùng ở đây là một tân ngữ đúng không? Thích tất cả những quần áo hào nhoáng này. Tân ngữ này. Đó, rồi. She ở đây là sai, chúng ta phải dùng tân ngữ nhá. Hey, bạn Ngọc Ly này, bạn Mai Anh, Lan Phương này, ok. Ok, rồi, các em đều đang chọn đáp án C nhá. Thì bây giờ chúng ta thấy là thích tất cả những cái quần áo hào nhoáng là tân ngữ, mà cô ấy mặc là she cộng với động từ. Ok, thế là từ đấy câu 22 các em nhớ chọn đáp án C. Rồi, Bích Trà đúng rồi nha. Anna chọn B thì chưa đúng. Mà phải là mà cô ấy mặc nhất, tức là cái từ she wore ở đây có tác dụng là để bổ trợ cho cái từ phía trước. Không thì em sẽ là gì nhỉ? Which she wore. Đấy. Nhưng mà khi mà đại từ quan hệ mà thay thế cho tân ngữ thì chúng ta được phép được bỏ đại từ quan hệ which đi nhá. Rồi, tiếp theo sang câu 23, câu cuối cùng của hôm nay. Đấy. Tại vì hôm nay hơi ít bạn học nên là cô sẽ để hôm thứ tư nhá. Hôm thứ tư tới thì cô sẽ chữa cho chúng ta phiếu về ngữ pháp hoặc là từ vựng hoặc là một đề khác nhá. Hôm nay thì cô chữa với chúng ta ít thôi. Nên là hôm nay chúng ta sẽ làm đến câu 23 nhá mọi người nhá. Đó, rồi vẫn sẽ hoàn thành bài tập đọc điền này cho chúng mình. Nào, đây, bây giờ chúng ta sẽ theo dõi cô này. The director probably had a hard job making this Bond film as full of action as earlier ones. Là vị đạo diễn nhá, thì đã có lẽ là làm một công việc rất là khó khăn khi mà quyết định cái bộ phim này là bộ phim hành động hoàn toàn. As earlier ones. Nhưng mà cái sự thú vị này bắt đầu ngay từ lúc đầu tiên đó, với một chiếc xe ô tô giật đuổi dọc theo cái con đường ở trên núi, và có rất nhiều cái gì đó nữa. Ok, rất nhiều cái gì đó này. Thế bây giờ chúng ta hiểu ở đây là gì? Rất nhiều, plenty of là từ chỉ định lượng, thì chúng ta dùng danh từ đúng không? Thì các em hiểu là gì? Tức là bắt đầu phân cảnh quay là bắt đầu là a car chase nhỉ? Này chắc bị thiếu S đúng không? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ có so plenty of, và chúng ta sẽ đi với danh từ nhá. Và rất nhiều cái gì khác nữa nào. Bây giờ chúng ta sẽ có câu 23 nhá. Ừ, được rồi. Tức là chưa xong câu 23 là cô sẽ nói qua về mẹo làm bài này nhá. Ok, không có gì hết. Được rồi, ok. Nào, câu 23. Câu 23 ở đây của chúng ta này. Các em nhìn thấy ở đây là các từ liên quan đến A, the đúng không? Thì bây giờ chúng ta có ở đây là thrilling scenes, là các cái cảnh quay mà
mà khiến cho mọi người thrilled, là các em sẽ hiểu, khiến cho mọi người cảm thấy rất là hồi hộp đúng không? Thrilling scenes nha, là cả cảnh mà quay mà gây hồi hộp. Thì bây giờ chúng ta có ở đây là cụm danh từ, thì trước cụm danh từ chúng ta sẽ dùng tính từ nhá, và từ other là chính là tính từ nên các em sẽ chọn đáp án A. Bởi vì chúng ta có là các cảnh quay khác nữa, không xác định nhá. Còn the other đây là sai, bởi vì nó mang nghĩa là còn lại là sai, tại vì đây không có giới hạn. Nên là đáp án the other là sai. Còn others mà có S thì nó đóng vai trò là danh từ rồi, thì danh từ đằng sau này không thể là một cụm danh từ như thế được, thì bị sai nhá. Còn ở đây là chỉ vật, thì đối với chỉ vật thì em không thể dùng ed ở đây được, nên là các bạn sẽ chọn đáp án này. Đó, có 2, 3 và em phải chọn A nhá. Đấy, đằng sau là Bon nhảy ra khỏi tòa nhà cao tầng đúng không? Và vân vân, so on. Đấy, em hiểu là so on cũng là rất nhiều các cảnh khác nữa ấy, tức là nó sẽ không giới hạn đúng không? Ok, phần đằng sau chúng ta sẽ tự hiểu thêm nhá. Thế bây giờ cô nói qua về dạng bài này đúng không? Dạng bài này thì thật ra khá đa dạng. Dạng bài này là dạng bài khác biệt của đề mới so với đề cũ. Nhưng mà sao nhỉ? Nhưng mà mọi người sẽ thấy là gì? Tức là luôn luôn nhá, trong dạng mới này thì người ta sẽ kiểm tra chúng ta thêm về kiến thức, đó chính là để nối mệnh đề này với mệnh đề khác. Thì khi mà nối mệnh đề này với mệnh đề khác thì chúng ta phải sử dụng liên từ nhá các em nhá. Đó, ví dụ như câu 20 này là phải sử dụng liên từ để nối giữa vế này với vế khác. Thì muốn làm tốt cái này thì các em cần phải biết phân biệt như thế nào câu đơn, câu ghép và câu phức. Đấy thì các em sẽ hiểu bản chất của câu ấy, thì các em sẽ làm bài này tốt hơn. Thì đấy là một hướng dẫn của cô. Ví dụ như câu 20 này, khi chúng ta nhìn thấy một vế rồi thì vế còn lại bắt buộc phải có liên từ. Nếu mà nó là câu phức nha, như even though như thế này thì có tác dụng khiến cho câu đấy trở thành câu phức. Còn nếu mà câu ghép thì lại khác nhá. Tức là các em sẽ cần phải phân biệt, phải biết đây là vị trí câu này là câu phức hay là câu ghép, và câu này cần điền thành phần gì ở trong câu. Câu 23 B và C được không ạ? Tại máy em bị lag. B và C á. Câu 23 B á, others ở đây là có S thì nó là danh từ. Danh từ không thể đứng trước danh từ mà theo kiểu others có S xong rồi đằng sau lại một danh từ được thì bị sai. Thế còn C ở đây, the other là cái còn lại đúng không? Còn lại, nhưng mà đây không phải còn lại. The other là còn lại, nhưng mà đây người ta liệt kê là so on, cũng như là vân vân. Thì tức là có rất nhiều các cái cảnh quay, thì các bạn sẽ hiểu là chúng ta phải sử dụng là other thrilling scenes thì mới được nhá. Tức là có còn rất nhiều các cái cảnh quay gây xúc động hồi hộp khác nữa. Đấy, nên là câu 23 chúng ta sẽ chọn đáp án A nha. Ok, thật ra là hôm nay cô định hướng dẫn chúng mình nhiều hơn đấy, mà hôm sau nhá, hôm sau chúng ta nhớ học đầy đủ nhá. Nếu đầy đủ cô sẽ hướng dẫn chúng mình nhiều hơn. Ok à, hôm nay học đến đây ok chưa nhỉ? Hôm nay học đến đây nhá mọi người nhá. Hẹn mọi người ở trong buổi học tiếp theo vào hôm tuần sau nhá. Và hôm nào thì cô sẽ báo ở trên page. Thì chúng ta nhớ follow theo dõi nhá. Còn như nếu như em nào mà chúng ta đang cần, mà thật ra là bắt buộc nhá, ôn thi, đấy thì các bạn hãy inbox về page cô Thu Anh để nhận tư vấn học nhé mọi người. Rồi bye bye các em, bye bye Lê Đức nhé. Rồi bye mọi người. Rồi bye em Ngọc Ly nhá. Ok bye Lan Phương. Rồi bye bye các em. Ok.